Người Morocco tưng bừng mừng chiến thắng lịch sử ở World Cup. Người Morocco tại nhiều quốc gia tưng bừng ăn mừng sau khi đội nhà đánh bại Tây Ban Nha để lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết World Cup sau khi Achraf Hakimi ghi bàn quyết định trên loạt sút luân lưu ở trận gặp đội tuyển Tây Ban Nha vòng loại trực tiếp. Người hâm mộ Morocco vui mừng khôn tả, ôm và nhảy cùng bạn bè, gia đình. Tôi không thể tin được. Đây là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời tôi, Ermal Galidi, 27 tuổi, chia sẻ tại Doha, Qatar. Hôm nay người Ả Rập và người châu Phi sẽ là những người hạnh phúc nhất. Thượng đế đã lắng nghe lời cầu nguyện của chúng tôi, bên ngoài sân vận động Education City ở Doha, hàng trăm người tụ tập để hát quốc ca và những bài hát về bóng đá. Tạo dáng vui vẻ trước máy ảnh và không có ý định rời đi. Trận đấu giống như diễn ra trên sân nhà của đội tuyển Morocco, với số lượng cổ động viên của họ áp đảo so với cổ động viên Tây Ban Nha. Anders Bumlach, 26 tuổi, đến từ thành phố Marrakech ở Morocco, cho biết anh rất hạnh phúc, thêm rằng chiến thắng thuộc về tất cả mọi người, những người hâm mộ trên khán đài. Huấn luyện viên, cầu thủ và tất cả nhân viên, chiến thắng này thuộc về tất cả mọi người, anh nói. Chúng tôi trao chiến thắng này cho tất cả người Ả Rập, châu Phi và tất cả cổ động viên quốc tịch khác đã ủng hộ chúng tôi. Bumlach, sống ở Doha, nói rằng sẽ có bầu không khí tiệc tùng ở Morocco và Qatar. Người hâm mộ Morocco ở Qatar mang màn ăn mừng từ sân vận động đến ga tàu điện ngầm gần đó ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Tại Morocco, các đường phố trở nên sống động với người hâm mộ diễu hành qua các con phố, cầm theo pháo sáng. Các con đường bị tắc nghẽn do lượng người ủng hộ quá lớn ở nơi công cộng. Tại thủ đô London của Anh, người hâm mộ Morocco cuồng nhiệt đốt pháo sáng, trong khi khoác trên mình lá cờ của quốc gia họ. Tại Gaza, hàng trăm người hâm mộ bóng đá Palestine bày tỏ vui mừng khi đội tuyển Morocco giành quyền vào vòng tứ kết. Ở Barcelona, Tây Ban Nha, nhiều đường phố được thắp sáng bởi những người hâm mộ ăn mừng chiến thắng, trong khi cổ động viên Tây Ban Nha buồn bã, thất vọng vì thất bại của đội nhà. Đội tuyển của chúng tôi đã chiến đấu và mang lại niềm vui cho người dân Morocco. Chúng tôi đã làm nên lịch sử và Morocco xứng đáng với điều đó. Người dân Morocco đã khiến chúng tôi đoàn kết trên sân. Walid Rivragui, người Morocco sống tại Barcelona, cho hay, với chiến thắng trước Tây Ban Nha, Morocco trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào vòng tứ kết World Cup kể từ năm 2010. Các đội bóng châu Phi từng lọt vào tứ kết World Cup là Ghana, 12 năm trước ở Nam Phi, Senegal năm 2002 và Cameroon năm 1990.